Bây giờ thì mình sẽ cắt tỉa những cái nhánh nhỏ này. Cái nhánh này nhỏ nha, mình cũng cắt luôn. Để coi. Cái nhánh này mình đang nghĩ coi nó có lớn ra không, để mình cắt một cái nhánh nhỏ thôi. Rồi mình tỉa về đi, tháng sau mình sẽ tỉa tiếp ha. Thì mình phải tỉa thường xuyên á, để cho cái gốc này nè nó trống thì cái cây nó mới mau lớn. Cây nho thân gỗ này thì nó chậm có trái, thì cái dòng nho thân gỗ đỏ này thì có trái nhanh hơn những cái dòng nho thân gỗ khác nè, giống như là nho thân gỗ mà original là nó 8 đến 10 năm mới có trái, là cái cây 5 năm của mình đó, là cái loại đó. Còn cái này thì họ nói là có trái nhanh hơn. Để mình coi coi năm sau mình chăm sóc coi năm sau nó có trái không nha.